Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Francesca Gabor Hilton là con gái của Conrad Hilton, người sáng lập tập đoàn khách sạn Hilton và nữ hoàng sắc đẹp Sasha Gabor. Mẹ của Francesca Hilton từng đăng quang Hoa hậu Hungary và được trao quả cầu vàng đặc biệt dành cho nữ diễn viên quyến rũ nhất vào năm 1958. Ông Conrad là chồng thứ hai của Sasha Gabor. Khi tiểu thư Francesca Hilton chào đời, ai cũng nghĩ rằng cô là một đứa trẻ may mắn, sinh ra đã ngậm thìa bạc, sống trong nhung lụa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô chào đời chính trong bi kịch hôn nhân của cha mẹ mình. Cuộc hôn nhân của ông trùm khách sạn Hilton với hoa hậu nổi tiếng một thời kéo dài từ năm 1942 đến năm 1947. Trong suốt thời gian đó, Conrad luôn ép vợ phải sinh con, nhưng Gabor sống chết không muốn. Chúng tôi ly thân năm 1946, nhưng Conrad đã đến tìm tôi và cưỡng bức. Sau đó tôi sinh ra một người con gái, nữ minh tinh Gabor viết trong tự truyện. Francesca chào đời sau khi bố mẹ ly hôn năm 1947. Vì nghi ngờ đó không phải là huyết thống của mình, nên ông Conrad Hilton đã không thừa nhận Francesca và không cho cô sống trong căn biệt thự của gia đình, dù Francesca là con gái duy nhất của ông. Ông trùm khách sạn này còn có 3 người con trai khác. Francesca sống cùng người mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng. Những năm đầu đời, Francesca sống như một Rikit thật sự. Cô được ở biệt thự, đi siêu xe, thường xuyên đi máy bay. Cô được mẹ đưa tới những bữa tiệc của giới thượng lưu với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng và Francesca cũng được mẹ đưa đến nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tưởng chừng như có một cuộc sống như mơ, trải đầy hoa hồng, nhưng ít ai biết rằng Francesca luôn sống trong cô độc, không ai thực sự quan tâm đến cô. Có mẹ là người nổi tiếng nên Francesca được mẹ yêu cầu phải giữ hình ảnh của mình. Sasha Gabor luôn muốn con gái giảm béo, trang điểm và ăn diện. Bà nói rằng các cô gái trong dòng họ Gabor rất xinh đẹp và đều tìm được những người đàn ông thành công. Tuy nhiên, Francesca không muốn trở thành một cô gái như vậy. Cô từ chối giảm cân và đã trưởng thành với cơ thể đồ sộ. Hơn nữa, tính cách Francesca cũng không giống mẹ, cô trung thực và giản dị hơn. Sasha đưa con gái đi khắp nơi nhưng rất hiếm khi ngồi xuống bàn cùng con dùng bữa sáng. Vốn là doanh nhân bận rộn với những kế hoạch phát triển sự nghiệp, ông Conrad cũng chẳng mấy khi dành thời gian cho cô con gái độc nhất. Trong một bài phỏng vấn với tờ LA Times hồi năm 2007, Francesca miêu tả bố của mình là một người tuyệt vời nhưng lại cuồng công việc. Cha con họ chỉ gặp nhau vào dịp Giáng sinh hoặc một vài dịp lễ quan trọng khác. Do không có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm cha con giữa họ lúc nào cũng tồn tại một khoảng cách vô hình. Dù được biết đến là con gái độc nhất của ông trùm khách sạn Conrad, nhưng Francesca chưa từng bước chân vào nhà của gia tộc Hilton. Chính vì vậy, vị trí của người phụ nữ này trong gia tộc không được thừa nhận. Khi ông trùm Conrad qua đời năm 1979, ông này chỉ để lại cho Francesca 100.000 USD trong khối tài sản khổng lồ trị giá 200 triệu USD và dành phần lớn cho từ thiện. Cô kháng án đòi được chia di chúc nhưng không thành công. Nhiều người nghĩ rằng cô làm điều đó là vì tham tiền. Nhưng thực sự, Francesca chỉ muốn có được sự công nhận của gia đình Hilton. Con trai thứ hai của ông, Conrad, là Perrin Hilton tiếp quản công ty gia đình, đồng thời nhận 4 triệu cổ phiếu tập đoàn Hilton. Năm 1966, người đàn ông này trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm chủ tịch và CEO của Hilton. Nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton nổi tiếng thế giới chính là cháu nội cưng của ông Perrin. Sau khi thất bại trong việc được chia thêm tài sản, Francesca bắt đầu cuộc sống tự lập. Cô trải qua nhiều công việc như nhiếp ảnh gia, diễn viên, cuối cùng trở thành một diễn viên hài độc thoại. Francesca vẫn thường mỉa mai gia đình Hilton và cả mẹ ruột của mình để làm chất liệu gây cười. Dù nỗ lực đến đâu, tình hình tài chính của Francesca cũng không thể cải thiện. Cuộc đời của cô còn chứng kiến mẹ cưới thêm nhiều người chồng khác trước khi đến với doanh nhân gốc Đức Friedrich von Anhalt. Mới đầu, ông Anhalt vẫn thường chu cấp tiền cho Francesca. Tuy nhiên, vào năm 2005, ông đột ngột đệ đơn kiện con gái riêng của vợ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, Francesca lại cho rằng
Frederick đã giam lỏng mẹ của cô và cấm bà không được gặp gia đình. Vụ việc chưa ngã ngủ thì Sasha gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2011 khiến bà phải sống đời thực vật. Frederick viện cớ rằng mình không có quyền động vào tài sản của vợ nên không thể giúp đỡ cho Francesca về mặt tài chính. Những năm sau đó, Francesca sống trong căn hộ giá rẻ, cuối cùng phải ngủ trong xe hơi của mình. Tháng 1 năm 2015, bà bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 67. Lúc đó bà Sasha Gabor vẫn còn sống nhưng bị chồng che giấu nên bà đã không thể đến tiễn con gái mình lần cuối. Thi thể của Francesca bị bỏ lại trong nhà xác trong một thời gian dài. Cuối cùng người em cùng cha khác mẹ, Baron Hilton đã làm một đám tang cho người phụ nữ bạc mệnh. Chưa từng lập gia đình và không có con, tro cốt của Francesca được đặt cạnh người dì trong dòng họ Gabor. Sau khi con trai 2 tuổi bị bắt cóc bởi một người đàn ông xa lạ, người đàn ông Trung Quốc đã bắt đầu hành trình đi tìm con suốt 10 năm. Con đường ông đi qua đã hơn một nửa đất nước này. Đó là ông Lưu Lợi Cần, đang sống tại huyện Lâm, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Con trai ông là Lưu Tĩnh Quân, sinh ngày 14 tháng 5 năm 2008, mất tích vào ngày 11 tháng 4 năm 2010. Sau khi con bị bắt cóc, gia đình ông đã rất suy sụp. Vợ ông tóc bạc trắng chỉ sau một đêm lo lắng, khóc từ ngày này sang ngày khác đến nỗi suýt hỏng mắt. Từ ngày con bị bắt đi, Lưu Lợi Cần đã lên đường tìm kiếm con trai. Ông kể lại, năm đó chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ rộng hơn 10m² ở thôn Tiểu Tỉnh, Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Vào cái ngày định mệnh, con trai và con gái đang chơi ngoài cổng lớn, thì con gái vào nhà lấy cơm cho em ăn, lúc trở ra thì không thấy đứa nhỏ đâu cả. Lưu Lợi Cần cho biết, khi xem lại camera giám sát tại một khách sạn gần đó, thì thấy con trai bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi vào lúc 10 giờ 59 phút. Xem xong đoạn video này, ông đã gục xuống và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông vội vàng báo cảnh sát, nhưng sau khi kiểm tra, họ đã không phát hiện manh mối nào. Trong suốt một tháng sau đó, Lưu Lợi Cần cùng gia đình và bạn bè đã gần như lục tung Thái Nguyên để tìm đứa bé mới 2 tuổi nhưng không thành. Ông quyết định sử dụng hết tiền tiết kiệm trong nhà để đi tìm con trai. Ông tìm con ở Hà Nam, Hà Bắc, An Huy, Quảng Châu và nhiều tỉnh thành khác. Đến lúc tiền đã cạn nhưng vẫn không tìm thấy một chút thông tin nào của con trai Lưu Tĩnh Quân. Trong hành trình đi tìm con, Lưu Lợi Cần đã quen biết với nhiều bố mẹ có con bị bắt cóc. Họ cùng nhau góp tiền để mua một chiếc ô tô. Họ dán thông tin về đứa trẻ mất tích lên khắp xe, sau đó lái xe đến nhiều tỉnh thành khác. Lưu Lợi Cần chia sẻ, những năm gần đây ông đã chuyển hướng, bắt đầu tìm con thông qua nền tảng trực tuyến. Anh và những người bạn mất con đã giúp 8 gia đình đoàn tụ. Cô gái Tương Bình, người Hà Nam cũng là một trong số đó. Chứng kiến gia đình người khác đoàn tụ, ông càng vững tin vào những gì mình đang làm, càng có hy vọng gặp lại con trai hơn. Tháng 9 năm 2019, Lưu Lợi Cần nhận được một tin nhắn cá nhân với nội dung: "Tôi là người tốt bụng, nhất định phải giữ kín nhé. Anh hãy đến thôn Hồng Tương, huyện Giao Thành, tỉnh Sơn Tây tìm con trai đi. Chúng tôi thấy đứa bé này rất giống vợ và con gái anh đấy, dáng đi tương tự với anh. Anh đến xem có phải con trai mình hay không nhé." Tháng 12 năm 2019, sau nhiều đắn đo, Lưu Lợi Cần đã đến địa điểm này và đề xuất xét nghiệm ADN để đảm bảo. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, tin vui đã đến với gia đình ông. Ông đã tìm được con trai của mình sau 10 năm mất tích. Khoảnh khắc biết được kết quả xét nghiệm ADN, ông và vợ cùng con gái đã khóc rất nhiều, không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cả gia đình khi đó. Đầu tháng 1 năm 2020, khi phóng viên đến nhà, đã thấy những bức vẽ Lưu Tĩnh Quân do người chị vẽ. Cậu bé Lưu Tĩnh Quân thì được mặc quần áo mới, giày mới và ăn mì do mẹ nấu. Người thân và bạn bè của gia đình cũng đến chúc mừng rất nhiều, đứng chật phòng khách. Được biết, bố mẹ nuôi của Lưu Tĩnh Quân đang bị cảnh sát bắt giữ và tiến hành điều tra. Tuy nhiên, qua lời kể của con trai, ông Lưu Lợi Cần cảm nhận bố mẹ nuôi đối xử rất tốt với cậu bé. Ông cũng chưa nghĩ đến việc giải quyết mối quan hệ của hai gia đình như thế nào, nhưng hành trình giúp đỡ các gia đình thất lạc con cái sẽ không dừng lại. Ông hy vọng nhiều gia đình sẽ trải qua niềm hạnh phúc đoàn tụ như mình.